Hôm nay 17 tháng 12, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và tỉnh Bắc Ninh đồng tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo được chủ trì bởi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là sự kiện chính trị khoa học văn hóa rất quan trọng nhằm cụ thể, thực tiễn hóa và thể chế hóa việc triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và kết luận của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Khai mạc Hội thảo Văn hóa năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Tuy nhiên, văn hóa vẫn chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm đầy đủ tương xứng với kinh tế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa có lúc còn lúng túng, chậm trễ, nhất là trong việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa. Đầu tư cho văn hóa chưa đúng mức, còn gian trải, hiệu quả chưa cao. Nhằm triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đã chuẩn bị từ sớm, từ xa, nghiên cứu đề xuất tổ chức hội thảo về chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa để nghiên cứu, khảo sát, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Hội thảo hôm nay sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa, việc huy động bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa, các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị, hoàn thiện thể chế chính sách và các giải pháp, đẩy mạnh việc huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam. Phát biểu đề dẫn cho phiên thảo luận chuyên đề, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, nguồn lực nội sinh và động lực to lớn để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nhận thức đầy đủ về mối quan hệ biện chứng sâu sắc giữa văn hóa và phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng ta khơi dậy nguồn sức mạnh mềm lớn lao, hoán chuyển các tài nguyên văn hóa, các giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, giá trị gia đình và sức mạnh của con người Việt Nam thành những giá trị phát triển, làm cho văn hóa không chỉ được đặt ngang hàng mà còn thẩm thấu sâu hơn, lan tỏa mạnh hơn, thật sự trở thành hồn cốt của các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trong suốt quá trình phát triển. Thực tế, còn có tư duy lệch lạc cho rằng phát triển văn hóa cần nguồn lực đầu tư lớn nhưng đem lại hiệu quả kinh tế rất ít, mà chưa thấy rõ đây là đầu tư cho phát triển bền vững, dài hạn và tạo ra sức sống mới cho kinh tế, xã hội, sự trường tồn và phồn vinh của đất nước. Các chương trình kế hoạch cụ thể trong xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa con người và tổ chức thực hiện còn chưa sát hợp với thực tiễn, đang thay đổi rất nhanh. Đặc biệt, với cách tiếp cận mới về vai trò của văn hóa trong phát triển, các chiến lược, kế hoạch và nguồn lực cho phát triển văn hóa vẫn chưa được kết nối đồng bộ với các chiến lược, kế hoạch và nguồn lực phát triển của các ngành, lĩnh vực khác và chưa đặt trong sự phát triển tổng thể hài hòa. Cần rà soát đánh giá kỹ lưỡng vai trò, hiệu quả, nội dung của các luật, các chính sách hiện hành để bổ sung điều chỉnh sửa đổi phù hợp với đời sống thực tiễn, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở lĩnh vực văn hóa phát triển. Đặc biệt chú trọng xác định rõ vai trò của các chủ thể trong lãnh đạo quản lý phát triển văn hóa và trong hoạt động văn hóa. Đảng lãnh đạo định hướng về tầm nhìn, tư duy chiến lược, ban hành các chủ trương đường lối quan trọng về phát triển văn hóa. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo môi trường phát triển, sử dụng các công cụ chính sách để điều tiết sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm quyền sáng tạo và thụ hưởng văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân.
Tại hội thảo chuyên đề, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ các thông tin, các bài học kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhiều giải pháp mới, đặc biệt là những giải pháp mang tính đột phá để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và xác định các nguồn lực cho phát triển văn hóa con người Việt Nam, đóng góp nhiều kiến nghị giải pháp cho việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa đã được đề xuất trong kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, để văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thật sự xứng tầm với vị thế, vai trò ngày càng to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tham luận tại Hội thảo Văn hóa 2022, các nội dung về việc hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và một số định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam, dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu tham dự hội thảo. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng của văn hóa, con người đối với phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới. Việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được trình bày trong mối quan hệ thống nhất, biện chứng, tạo nền tảng động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ, có hiện tượng phai nhạt lý tưởng, lối sống thực dụng, vị kỷ, vô cảm, sự vô trách nhiệm, thiếu kỷ luật trong lao động, hoạt động công vụ. Một số biểu hiện xu hướng lệch lạc trong sáng tác, trình diễn, cảm thụ văn học, nghệ thuật chưa được khắc phục. Để hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam, dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học, cần tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt hơn trong cải cách và hoàn thiện thể chế văn hóa, trao quyền tự chủ nhiều hơn đối với các tổ chức cá nhân trong hoạt động văn hóa, phát huy toàn diện và đầy đủ các nguồn lực cùng tham gia phát triển văn hóa. Trong xây dựng nông thôn mới, việc giữ gìn phát huy các giá trị nông thôn giúp người làng quê trân quý những giá trị truyền thống và để nông thôn trở thành tài nguyên, phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn cũng cần được chú trọng. Cùng với đó, nông thôn cần được xem là một miền di sản. Không chỉ là không gian sống hữu hình, nông thôn còn là không gian tâm thức, trong đó văn hóa tạo ra giá trị tâm thức. Những giá trị vô hình là nền tảng hướng tới các làng thông minh, làng hài hòa, làng hạnh phúc. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số chính là biện pháp nhằm khơi nguồn sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc, tạo ra sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực to lớn cho phát triển kinh tế xã hội bền vững và hội nhập quốc tế. Một trong các nội dung quan trọng cũng được trao đổi trong sáng nay tại phiên chuyên đề của Hội thảo Văn hóa 2022 là phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, nghệ thuật. Tại chương trình Hội thảo Văn hóa diễn ra sáng nay, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật và các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa. Nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật là một bộ phận của nguồn nhân lực xã hội, là nguồn cung cấp sức lao động sáng tạo cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, do đó cũng phải đảm bảo những yêu cầu chung về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sáng tạo, tiếp cận, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của xã hội. Về thực trạng phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, tính đến 30 tháng 6 năm 2021, tổng số nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước là 889.950 người, trong đó lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là 19.751 người. Nhân lực ngành văn hóa cũng là một trong các yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố sáng tạo. Công nghiệp văn hóa phải được đẻ ra từ một nền công nghiệp. Chúng ta đã có một nền công nghiệp chưa? Chưa có một nền công nghiệp hoàn chỉnh, mà chúng ta lại muốn có một cái nền công nghiệp văn hóa hoàn chỉnh, mà lại có gặt hái được nhiều từ công nghiệp văn hóa, là chúng ta đi tắt đón đầu nó chưa chuẩn. Trong chiều nay, phiên toàn thể của hội thảo sẽ tiếp tục trao đổi nhiều nội dung về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Chương trình xin được tiếp tục với một số nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện số 1170 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động gửi các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan. Công điện số 1170 của Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, do hậu quả của đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự suy giảm tăng trưởng, thu hẹp thị trường và dấu hiệu suy thoái kinh tế ở một số quốc gia, khu vực đã ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta. Một bộ phận doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất,
ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập và đời sống của một bộ phận người lao động. Để bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là chăm lo đời sống của người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tuyển dụng sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp, kịp thời tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vừa thông tin về tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng của người lao động trên địa bàn năm 2022. Năm qua thì mức tăng lương bình quân của người lao động đạt xấp xỉ 6%. Tuy nhiên thì về cơ bản, đời sống của người lao động vẫn còn nhiều khó khăn. Qua tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, trên cơ sở số liệu thống kê từ các quận, huyện, thị xã, tính đến ngày 15 tháng 11, trên địa bàn Hà Nội có 31 doanh nghiệp phải giảm giờ làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Theo loại hình doanh nghiệp, trong doanh nghiệp dân doanh có 259 lao động bị ảnh hưởng, doanh nghiệp nhà nước 86 lao động, doanh nghiệp FDI hơn 2.000 lao động. Đưa ra dự báo về mức thưởng Tết năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tiền thưởng của người lao động sẽ giảm hơn so với năm 2022. Trong đó, mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ. Nguyên nhân do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động đã tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm, phải cắt giảm giờ làm, giảm nhân công. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2022 vừa được tổ chức với chủ đề Nội lực và kỳ vọng, cùng với sự tham gia của hơn 10 diễn giả là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, kinh tế, tài chính, phân tích các yếu tố nội lực của ngành bất động sản Việt Nam. Diễn đàn là cơ hội để các diễn giả tham luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường bất động sản 2022, thay đổi trong tâm lý người tiêu dùng, dự báo về triển vọng trong năm 2023 cùng các xu hướng lớn của thị trường quốc tế. Chuyên gia nhận định, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2023 vẫn có nhiều tín hiệu tích cực dựa trên những triển vọng từ nội tại quốc gia và diễn biến chung của thế giới. Dự báo về thời điểm và tín hiệu đảo chiều của thị trường bất động sản dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về dữ liệu, xu hướng thị trường và tình hình kinh tế vĩ mô. Năm 2023, thị trường vẫn sẽ đối mặt nhiều thách thức như hoạt động xuất khẩu và đầu tư bị thu hẹp, giải ngân chương trình phục hồi và đầu tư công còn chậm, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ có sự điều chỉnh mạnh và bài toán trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn là một thách thức cần giải quyết. Ngày hôm qua tại Moscow, Nga, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN đã phối hợp Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt truyền thống và hữu nghị và Viện Nghiên cứu Á-Phi tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm bằng tiếng Nga mang tên Việt Nam đối tác thương mại và đầu tư. Ấn phẩm Việt Nam đối tác thương mại và đầu tư lần đầu được xuất bản tại Nga là cẩm nang tổng hợp về kinh tế đối ngoại Việt Nam, cung cấp những thông tin cơ bản cập nhật về thành tựu, phương hướng và loại hình hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam, cũng như tiến trình hội nhập kinh tế thế giới. Cẩm nang hướng tới các cấu trúc thương mại bắt đầu kinh doanh với Việt Nam, các cơ quan tổ chức xã hội đang phát triển hợp tác với Việt Nam, cũng như các cộng đồng khoa học và giáo dục tham gia nghiên cứu Việt Nam. Là một trong những đối tác truyền thống quan trọng nhất cả về kinh tế và chính trị của Nga tại châu Á, Việt Nam hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng trong chính sách hướng đông của Nga. Cuốn cẩm nang cung cấp những nền tảng cho hợp tác giữa Nga và Việt Nam, giữa các công ty, cơ quan chính quyền hai nước, ấn phẩm cần thiết đối với các doanh nhân muốn bắt đầu làm ăn tại Việt Nam, cũng như các cơ quan đang nỗ lực tăng cường hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Những thông tin Việt Nam, đặc biệt là những cái thông tin về môi trường đầu tư, về cái quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước vẫn là còn rất ít, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư Nga, những cái doanh nghiệp Nga mà muốn đầu tư Việt Nam, cho nên cái nhu cầu đấy là hết sức cấp thiết. Chúng tôi thì rất là mong muốn để phát triển cái thế hệ trẻ những người Nga nghiên cứu Việt Nam. Cẩm nang gồm 5 phần chính, đưa ra những đánh giá tình hình kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2010-2020, cũng như động lực phát triển, đặc điểm về xuất nhập khẩu. Các bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về các lĩnh vực hàng đầu của nền kinh tế và xã hội Việt Nam, quan hệ kinh tế thương mại của Việt Nam với các đối tác hàng đầu thế giới, cũng như giới thiệu nhiều thông tin cần thiết để đăng ký và điều hành một doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam. Tối qua 16 tháng 12, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc tuần lễ thương mại, du lịch và nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đến với người dân và du lịch.
Sự kiện thu hút sự tham gia của 25 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, bảo đảm tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm Việt Gap, Global Gap hay Organic. Nhiều sản phẩm của Sơn La, đặc biệt là trái cây, được các doanh nghiệp hay chợ đầu mối tích cực phân phối sản phẩm. Sự kiện được tổ chức từ ngày 15 tháng 12 đến 19 tháng 12 sẽ là cơ sở để xây dựng chuỗi sản xuất tiêu dùng sản phẩm Sơn La tại Hải Phòng, tạo kết nối doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm, quảng bá hình ảnh của hai địa phương. Trong phần tiếp theo của chương trình, miền Bắc bước vào đợt rét sâu kéo dài. Nâng cao nhận thức cộng đồng về vaccine phòng COVID-19. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17 tháng 12, do có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta, nên miền Bắc sẽ đón một đợt rét sâu trên diện rộng và kéo dài. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đợt rét đậm rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ C. Khu vực vùng núi Trung Du của Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 3 đến 5 độ C. Vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối. Đây là một đợt rét khô nên rét buốt chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm. Ban ngày có nắng hanh nên tình trạng rét sẽ cải thiện đáng kể. Đỉnh điểm của đợt rét xảy ra vào sáng sớm các ngày 18-19 tháng 12. Các chuyên gia khuyến cáo, đây là đợt rét khô, người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi, cây trồng. Ngoài ra, người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Từ ngày 23 tháng 11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát động chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội hay thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc với thông điệp tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, trao nhân ái, lan tỏa yêu thương. Tính đến nay thì chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 23 tháng 11 năm 2022 đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã huy động được khoảng 10.000 sổ bảo hiểm xã hội và 120.000 thẻ bảo hiểm y tế trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Hiện toàn bộ số sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế này đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân bổ đến 64 tỉnh, thành phố để trao tặng cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện mới thoát nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác. Đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt đi gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh và có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. 200 phần quà dành cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 200 suất học bổng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó đã được trao tặng tại chương trình Nghĩa tình Duyên Hải do Tổng Công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức tối qua 16 tháng 12 tại Trà Vinh. Trong những năm qua, song song với việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Phát điện 1 và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội và công tác bảo vệ môi trường với cam kết bảo vệ môi trường cao nhất và các hoạt động góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt, chương trình Nghĩa tình Duyên Hải là một trong những chương trình được tổ chức thường niên. Năm nay, bên cạnh các tiết mục giao lưu văn nghệ, chương trình Nghĩa tình Duyên Hải năm 2022 đã tặng 400 phần quà, học bổng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương các cháu sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải và xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Chương trình cũng là cầu nối giúp tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó giữa EVN Genco 1, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và chính quyền người dân địa phương. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khó dự đoán, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về vaccine COVID-19 cho người dân. Virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi với các biến chủng mới tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 hiện nay còn chưa cao, nhất là ở trẻ em.
Tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi mới chỉ có hơn 52% cho mũi 1 và gần 30% cho mũi 2, trên tổng số gần 38.000 trẻ. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 4 ở người lớn cũng chưa cao. Ở khu vực quanh cái nơi ở của mình và rộng hơn là cái khu vực phường 15, thì cái vấn đề mà tiêm ngừa COVID-19 đến mũi 3 đó, thì đạt tỷ lệ rất là cao. Nhưng mà đến khi được vận động tiêm mũi 4 đó, thì hình như nhân dân họ còn e dè. E dè là vì lý do sức khỏe, rồi vì lý do trí nhớ. Chương trình truyền thông nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác dụng của vaccine phòng COVID-19. Truyền thông này rất là bổ ích, nhất là quan trọng đến với người dân về những mũi tiêm ngừa COVID, hậu COVID sau nó như thế nào, giúp cho tôi tuyên truyền tốt hơn, hiểu hơn và người dân sẽ quan tâm đến chăm sóc sức khỏe hơn. Vận động nhiều thành phần, trong đó có những người muốn tìm hiểu để làm sao giữ gìn sức khỏe của mình, và trong đó có những tình nguyện viên của mình. Mong muốn của chúng ta đây là những tình nguyện viên sẽ truyền những cái thông điệp đó để mọi người trong cộng đồng xã hội quan tâm hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó là chúng ta nâng lên cái tỷ lệ tiêm vaccine trên địa bàn phố. Trong đợt này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng dẫn cho người dân ứng phó với các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, các bệnh liên quan đến đường hô hấp trong tháng cao điểm. Vào đêm qua, lễ hội cá tra lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Vươn ra biển lớn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chính thức khai mạc. Đây là lễ hội cá tra lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp. Sự kiện đã thu hút khoảng 50.000 người dân tham dự. Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm cá tra đã có mặt trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về giá trị trên 2 tỷ đô mỗi năm. Đặc biệt, có sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 với kim ngạch xuất khẩu cá tra ước đạt trên 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 70% so với năm 2021. Trong đó, Đồng Tháp đã đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cá tra gần 1 tỷ đô trên 2,4 tỷ đô la Mỹ của cả nước. Lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, tôn vinh những cá nhân, đơn vị, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành hàng cá tra, hoạt động vì cộng đồng, fan trip. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các diễn đàn hội thảo như Hội nghị tổng kết ngành cá tra Việt Nam năm 2022, Hội nghị chuỗi nuôi trồng tiêu thụ ký kết hợp tác và tọa đàm của ngành khuyến nông Việt Nam. Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam vừa ban hành nghị quyết về chương trình công tác năm 2023. Trong đó thì có đề ra nhiệm vụ tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội Sâm Ngọc Linh, Sâm Việt Nam cấp quốc gia lần thứ nhất năm 2023 nhằm quảng bá Sâm Ngọc Linh. Dự kiến chương trình khai mạc lễ hội Sâm sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 năm 2023 tại huyện Nam Trà My với nhiều sự kiện như hội chợ Sâm Quốc gia, công bố quyết định thành lập Hội Sâm Việt Nam, công bố chương trình Sâm Quốc gia và một số nội dung khác. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Sâm Ngọc Linh trên Internet, cuộc thi ảnh đẹp về các loại dược liệu tỉnh Quảng Nam, đăng cai giải marathon đường đua mới, tổ chức lễ hội Quế Trà My. Tại thành phố Đà Lạt vừa diễn ra tour khám phá phố núi bằng xe buýt Mui Trần, thương hiệu City Sightseeing Đà Lạt, với hy vọng mang lại cho người dân và du khách có nhiều trải nghiệm đặc biệt. Xe buýt tham quan Mui Trần với thiết kế bố trí ghế ngồi trên cao giúp du khách ngắm nhìn cảnh quan phố núi. Đặc biệt, mỗi ghế có hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ với 7 thứ tiếng giúp cho du khách hiểu thêm về những điểm tham quan hay những câu chuyện văn hóa. Hiện đơn vị vận hành sẽ thí điểm trước 2 tuyến gồm tuyến City Tour Đà Lạt thành phố Ngàn Hoa với 7 điểm dừng. Từ nay đến hết năm 2022, loại vé một vòng tour là 150.000 đồng, vé sử dụng trong 8 giờ là 200.000 đồng và vé về đêm là 130.000 đồng. Kính thưa quý vị, Tập đoàn Năng lượng Sở hữu Nhà nước Ukraine Go của Ukraine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng giữa bối cảnh một số bài báo ghi nhận các vụ nổ lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Cảnh báo không kích đã được đưa ra trên khắp Ukraine vào ngày 16 tháng 12, khi truyền thông địa phương và các nhà chức trách thông báo về các vụ nổ tại nhiều thành phố và khu vực của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.
Tập đoàn Năng lượng Ukrenergo cho biết đã ghi nhận việc tiêu thụ điện giảm hơn 50% trên khắp đất nước và tình hình có thể gây ra mất điện trên diện rộng. Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine, Ditech, cũng ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng và bị mất điện sau vụ tấn công tên lửa tại một trong các địa điểm. Dù vậy, quân đội Ukraine cho biết đã đánh chặn thành công 60 trong tổng số 76 tên lửa. Giới chức thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đang thúc đẩy hoạt động sản xuất và cung ứng thuốc men, đặc biệt là thuốc giảm đau và hạ sốt, để đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người mắc COVID-19. Theo số liệu của Công ty Thương mại Dược phẩm Trung Quốc, công ty này đã cung cấp hơn 3,5 triệu bộ thuốc điều trị COVID-19, trong đó có thuốc hạ sốt, cho hơn 4.000 khách hàng tại Bắc Kinh trong tuần qua. Các cơ sở tiếp nhận gồm gần 300 bệnh viện, hơn 2.200 trung tâm y tế cộng đồng và hơn 1.500 nhà thuốc bán lẻ. Để khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện và cơ sở y tế hiện nay, các nhà chức trách đã triển khai một cơ sở y tế dã chiến, chuyên khám và chữa các bệnh nhân có triệu chứng sốt cao tại nhà thi đấu Quảng An ở quận Tây Thành, thành phố Bắc Kinh. Cơ sở này có đủ nhà thuốc và kho dự trữ y tế, với loại thuốc chính là acetaminophen và ibuprofen, cũng như một số loại thuốc giúp giảm triệu chứng liên quan. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, công tác cấp và phát thuốc sẽ được ưu tiên đối với các cơ sở y tế và viện dưỡng lão. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ đang mua 3 triệu thùng dầu để bổ sung cho kho dự trữ chiến lược của nước này. Hợp đồng mua bán sẽ được thực hiện trước ngày 13 tháng 1. Việc giao hàng đến các cơ sở dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ ở bang Texas dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2. Bộ Năng lượng Mỹ gọi động thái mua dầu là thỏa thuận tốt cho những người nộp thuế ở Mỹ vì giá sẽ thấp hơn mức trung bình là 96 đô la Mỹ một thùng được bán ở thị trường nước Mỹ. Cũng theo Bộ Năng lượng Mỹ, việc mua dầu bổ sung cũng sẽ củng cố an ninh năng lượng. Hiện tại, giá dầu thô WTI tiêu chuẩn được bán ở mức 74,50 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá xăng trung bình ở Mỹ là khoảng 3,18 đô la Mỹ trên một galon, giảm so với tháng trước. Hồi tháng 6, giá xăng đạt mức cao nhất ở mức hơn 5 đô la Mỹ trên một galon. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.